Hai cho anh em ơi, xin lỗi mình là Tùng anh chị Tám. Như đã chia sẻ với các anh em là mình sẽ quay lại là server số 66 để nói về tình hình YouTube. Nhân tiện thì cũng định là video bán hàng luôn. Thực ra thì thành thật mà nói thì thực ra là nhân tiện bán hàng thì mình nói về tình hình S66 thôi. Chứ thực ra thì server mới nói là nó không khác hẳn so với những server mới ngày xưa thì cũng không hẳn là đúng. Thì bây giờ nó khác ở cái chỗ là nó có con Yori dị. Tuy nhiên thì để đạt được trạng thái tứ hồn của Yorizi ở thời điểm server mới mở chưa tới 10 ngày như thế này thì rất là khó khăn. Chúng ta cùng check qua một tí nhá. Ở đây thì những ai trên VIP 10 thì mình ở đây cũng chưa được các bạn này. VNG mà từ VIP 10 trở lên mình mới có Mr. Karate mua gói quà VIP. Các bạn cũng thấy là không đủ tứ hồn. Đấy, con Mr. Karate này mình nhớ là hồn rắn. Đấy, Nguyễn Anh thì cũng thế thôi. À Trang Béo à, được được được, khá đây, test này khá các bạn này. Đấy, kích cho thằng Trang Béo vào nhờ vượt tháp hoặc là quay nhất cái gì ra đấy, thành ra là được tứ hồn này. Đây có lẽ ông này duy nhất mình đoán là đúng với thằng cái con Eori dị của bạn ý dùng, nói chung là dùng được, còn câu khác là không dùng không được đâu, kể cả ác này của mình đang bán thế. Đấy, có đủ tứ hồn đâu các bạn. Đấy, à đây là ông Bunde này, chơi thằng rắn điên này đúng không? cũng được thôi các bạn ạ. Hồn rắn ấy có Terry rồi, có quà nạp rồi cũng được, hơi hơi gọi là khiên cưỡng thôi cũng được các bạn ạ, cũng được. Thực ra thời điểm này thì mình nhận thấy rằng thằng Trang Béo và thằng rắn điên nó ngang nhau, không nó thằng Trang Béo chưa hồn vũ khí, tỷ lệ choáng gần như không có đúng không, mà máu giấy máu ấy chưa chắc là đã bằng thằng rắn điên đâu. Khả năng phòng thủ ấy, nó chỉ số ấy, tấn công chưa chắc đấm nó đau bằng rắn điên đâu, chắc được hai mạng ấy, gọi là nhỉnh hơn tí thôi ấy. Như vậy là có mỗi hai người gọi là tứ hồn gọi kiểu chắp vá. Đây được ông này là ba, đây ông này chơi Yashiro thổ 3 sao kinh phết các bạn này. Thổ 3 sao này ngon hơn thằng rắn điên 4 sao với thằng trang béo các bạn nha. Đấy. Được rồi đúng không? Tàn Hiyori dị 3 sao, không biết có kích hoạt được lỗi tại tứ hồn không nữa chứ. Đấy, ông này chơi rùa, đây có hồn rùa nhưng mà lại không đủ lực chiến để vào top 10, thành ra là không có Yori dị. Tất cả các ác hiện nay có Yori dị đều là trong top 10 các bạn nha, duy nhất ông này. Không biết ông nào có yêu đi dị gà vãi vấn đề bị lọt ra ngoài top VNTT à? À không phải, không check luôn các bạn ạ. À, thôi kệ nha. Đấy còn đâu thường thường là đây là 10 người top 10 và đều có yêu đi dị trong tay. À, này là một trong 10 ác đấy. Mức VIP hiện tại đang là VIP 6 các bạn nha. Đấy, quá VIP 6 một tí thêm 1.700 lên VIP 7, đâu đó nó cũng rơi vào lặp được khoảng độ 1.700.000 1.800.000 gì đấy các bạn ạ. À, siêu lợi tức thì tất nhiên là vừa mới kích hoạt, còn tới tận 3 tuần nữa. Server mới mở được có tuần mà các bạn. Ok, không điểm danh thiếu ngày nào nha, à, chục ngày nha, điểm danh không có thiếu ngày nào đâu. Ok. Túi đồ chắc nhiên cũng chả có gì mà check. Server mới toanh, được cái hồn vũ khí Athena từ sự kiện nạp tích lũy. Đấy. Ở chỗ mình cũng nói luôn, ác này là cái ác khởi đầu giống như rất nhiều ác khác trong server 6, nên là thành ra nó cũng không có cái gì gọi là mới mẻ quá đâu. Đấy, chủ yếu là các anh em lấy về thì mình nghĩ rằng được lợi ở cái điểm là thứ nhất là không phải cày cuốc đến cái level 50, thứ hai là tiết kiệm được một khoản tương đối lớn cái tiền nạp VIP. Ít nhất là mình nói luôn là VIP 5 chẳng hạn này là các bạn đã phải tốn tới triệu, khoảng triệu 2 triệu 3 rồi đấy. VIP 6 thì là phải tốn hơn nữa thì mua ạc thì nó sẽ tiết kiệm được khoản đấy. Mình nghĩ là đấy là một phần rất là quan trọng. Thứ hai là nó có con yêu đi dị sẵn rồi thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái thời gian cày map đấy, chứ mình nói luôn không có yêu dị ôi cày map khổ lắm, không một tứ hồn thì cày siêu mệt luôn đấy. Còn đang ngay thông tin mình đã check xong rồi, đây nó đang có cái sự kiện là sự kiện hồn hạp con Mary. À này có Mary rồi các bạn, nhưng không phải từ hồn hạp đâu, hình như ông ấy quay từ cà phê vàng hay sao các bạn ạ. Hồn hạp nó là 4 sao đấy, như đây 3 sao thơm đấy các bạn ạ. Đấy, bạn nào mua ác thì mình nghĩ là cũng có thể đưa Mary vào cũng được. Nhưng mà thôi có lẽ là không, đúng không? Đưa thay thì thay con Shermie, mình nghĩ thay Shermie cũng được. Thôi nói chung chả có gì mình check ở đâu. Đấy, giá ác là lạp 1.700.000, bán đi thì chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều. Giá ác là 1.7-1.3 triệu, fix mạnh chút cho anh em nào liên hệ sớm. Đấy, bạn nào mua ác thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Đây là video bán ác tập số 74, server cực kỳ mới. Server mới nhất luôn này các bạn ạ, 66 đấy. Server 67 thì khoảng 3 4 tuần nữa mới ra các bạn nhá. Đấy.